Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị đã quay lại kênh của em Nguyễn Văn Thí. Em Thí xin mến chúc quý cô chú anh chị trong và ngoài nước một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc, và đặc biệt là thành công hơn trong cuộc sống nhé. Em Thí xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong và ngoài nước đã ủng hộ cái kênh của em Thí trong thời gian qua. Em Thí xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều ạ. Nếu mà quý cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký thấy kênh của em Thí có cái gì đó thú vị và hữu ích thì đừng quên cho em một nút đăng ký để tạo động lực cho em thấy ra nhiều video hơn nữa nhé. Kênh của em Thúy thì chuyên review về bất động sản là nhà phố, đất nền, căn hộ, biệt thự của thành phố biển Nha Trang và các huyện lân cận, và đặc biệt là có review các vấn đề liên quan đến bất động sản như là công trình, cơ sở kiến trúc, cơ sở hạ tầng, vân vân. Hiện tại là em thấy đang đứng ở tầng 35 của tòa Cinebay, một cái tòa căn hộ rất là tuyệt vời, sát biển luôn quý cô chú anh chị. Đó, như em đang đứng đây là cái ngoài ban công của cái căn hộ này nè, nhìn xuống là sát biển luôn đó. À, phía dưới đó cái con đường xe chạy phía trước đó là con đường Phạm Văn Đồng, một cái con đường huyết mạch của khu vực phía Bắc này. Con đường này kết nối giao thông từ phía cầu Trần Phú đi ra quốc lộ 1A, đoạn Lương Sơn. Đó, ngoài kia thì có rất là nhiều tòa khách sạn lớn, đúng không? Gần biển thì vấn đề mà quý cô chú anh chị nào mà thích đi tắm biển thì ở đây thì quá tuyệt vời luôn. Một cái căn hộ ở view đây thì view nó không trực diện biển nhưng mà cũng xéo biển, nên là ở chỗ đây thì khí hậu rất là mát. À, rất là mát. Đấy, đây là cái khu vực ban công. Cái căn hộ này thì được set up full nội thất rồi. Lúc trước thì em có đã review sương sương về cái tòa này rồi, về căn hộ này review qua, nhưng mà hôm nay thì em sẽ review thực tế cho quý cô chú anh chị cùng hình dung rõ hơn về cái căn hộ có những cái nội thất và cái mức độ nó đẹp cho tới như thế nào. À, chỗ này thì có set up bộ bàn ghế này để quý cô chú anh chị ngồi thư giãn, ngắm cảnh. À, buổi tối thì đứng đây ngắm cảnh thì quá tuyệt. Chỗ này có set up máy giặt. Cái căn này thì có một phòng ngủ ở bên kia và có set up chỗ đây một cái giường nữa, nên là được gọi là hai phòng ngủ. À, có hai chị đẹp đang review về sản phẩm. Bên này là tủ quần áo, bên này là tivi, và bên này là có bộ sofa nè. Màu sắc cũng rất là hài hòa, không có nổi bật lắm mà cũng không ha. À, bên này là khu vực bếp nè. Đó là anh khách vừa ở tại khu vực căn hộ này, anh khách người ngoa nghe. À, đây đây là cái view nhìn ra biển. À, như lúc nãy em đứng trên phía chỗ ban công. À, lúc trước thì căn đó bán với giá là chỉ 2 tỷ 7 thôi. À, nhưng mà bây giờ thì đã set up full nội thất. À, và hiện tại thì bán với giá là 2 tỷ 8 50. À, một cái giá cũng rất khá là tốt để quý cô chú anh chị sở hữu ở đây để an cư hoặc là cho thuê tạo dòng tiền.
Căn này thì hiện tại là giao dịch là hợp đồng mua bán, và đặc biệt là được sở hữu là lâu dài, trong tương lai là sẽ ra sổ. Dạ vâng, sau khi mà quý cô chú anh chị xem qua video, nếu mà quý cô chú anh chị thấy thích cái căn đó, muốn sở hữu thì hãy nhanh tay inbox cho em với số điện thoại là 0356004435 nhé. Em thấy sẽ tư vấn cho quý cô chú anh chị. Hẹn gặp quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.